Yo, hello, xin chào mọi người. Mình đã tiếp tục quay trở lại với series Blade and Soul phiên bản Việt Nam. Hôm nay là mới bắt đầu lại thì nó có trở lại cái nhiệm vụ ngày. Thì tranh thủ mình đi nốt một cái lần nhiệm vụ ngày này nữa trong cái động này. Mình không biết cái động này mình đã solo được chưa, nhưng mà thôi mình cứ tìm đội đi, chiến hạm hải tặc mà. Hình như là đến cái khoảng thời gian này chả ai đi chiến hạm nữa rồi. Ê, cái đội kia kìa. Chết rồi. Bọn này sao? Ê. Đủ mẹ chúng mày. Chết tôi rồi. Bọn nó vào bá nó rồi. Tìm một mình vậy, đi thử xem thế nào. Cũng khô. Chết sao được đúng không? Đấm mẹ mày đi. Cũng khoái đấy. Đúng rồi, vào hết đây. Xin mày tí huyết nào. Ok. Đỡ này. Thử đánh con boss đầu tiên nhá. Tạm gọi là boss thôi chứ con này chỉ là con mạnh nhất trong kia chặng đầu này thôi. Để xem nào. Đấy, thú bọn kia chết thôi. Nhầm thôi. Lướt này. Đéo đủ nội năng để lướt hay sao nhỉ? Shit. Đéo ăn thua rồi, chết rồi. Đẹt. Đéo có đồng đội để mà counter lại cái đòn đấy của nó. Chám. Úi trời ơi. Đông cứng bà nó rồi, ok, đi rồi. Khả năng đoạn này sẽ khổ đây. Đỡ. Đạp chết mẹ mày này. Ok, đã xong một chặng của cái nhiệm vụ ngày. Thằng chết chưa? Mày chưa chết à? Mình đã giành chưa 3. Theo nào. 4, 2, 3, ok. Bốn hình như chiều nó hơi chết cha rồi, lướt ra đằng sau thế này lộ mẹ vị trí rồi, bây giờ nó bắn cơ, chắc phải lao đấy bọn nó rồi. Lùi hết vào đây nào. Đẹt. Chết rồi, cứ tuôn thôi, đéo cho một mình được rồi. Không kịp đỡ luôn. Lại bị tùn. Đứng. Đệt. Tranh thủ hút máu của chúng mày vậy. Fuck. Tình hình đéo đi đến cuối được rồi. BK, trình độ BK của mình còn kém lắm. À đúng rồi, cắn cái này đi. Có thêm một mạng nữa. Với cái tình hình hiện tại thì phải lôi bọn này vào đây đã, tính sau. Đỡ. Giờ phải chơi thật là bình tĩnh. Chơi thật là tử tế. Đã đâm. Gạt chúng mày ngã đã rồi làm gì thì làm. Xong nào. Định lôi con chó vào nhưng mà không. Cái chiêu 3 bình thường là hất đúng không? Là đốn chân đúng không? Chốc nữa mình sẽ lướt này. 4 chuyển sang rút kiếm, đâm vào và lướt, ok. Chết rồi. Shit. Cứ đấm mẹ mày đi. Đó. Lôi hết chúng mày vào đây. Mẹ bây giờ còn phải xử lý các bọn tôm tép xung quanh nữa chứ. Thế mới khổ cơ. Hết chiêu lướt rồi.
7 giây nữa. Tránh ra. Lôi hết chúng mày vào đây đã. Lướt. Đỡ. May quá có đông địch thì mình cũng được hút máu nhiều hơn. Cũng không quá là tệ. Đệt. Lúc nào cũng thấy cái chiêu của nó nhanh quá, không kịp trở tay luôn. Đỡ. Úi dồi ôi. Cái gì đấy, mày làm gì? Chết mẹ, đánh con này khổ thế nhở. Z. À, Z chưa hồi. Giờ Z được rồi. Lướt. Úi dồi ôi, bình tĩnh. Úi dồi, giết được rồi. Fuck. Đến khổ. Không sao, bù lại thì một mình một cõi. Đi không sợ bị cướp. Vẫn còn 2 trên 2 mạng cái này, lo cái gì. Rồi đi tiếp đi. Cắn lọ máu cái cho nó hồi dần dần. Coi như thử thách solo thôi. Thằng này bỏ qua đi. Bỏ qua hết. Rồi, nó té rồi. Mày bướng này. Cái gì đấy? Quay tròn. Sặc. Chết rồi, mẹ để cái thằng kia nó bắn. Ra đây. Hút máu. Úi xời. Mẹ khổ thế. Khổ quá. Thằng kia. Lướt đến. Nó té rồi. Lướt đến hai thằng này. Rút chúng mày vào đây. Gục đi con ơi. Khổ quá, mình phải làm sao bây giờ? Vẫn chưa hồi chiêu, đâu có chiêu mà hồi cơ. 2, 1, ra đây nào mấy em. Được cái thằng này hồi máu thôi chứ đánh đông quá thì nó cũng khó sơi lắm. Rồi. Xem nào. Có lẽ mình không nên dùng cái chiêu lướt vội. Mấy bọn này cũng còn yếu lắm. Tung trưởng này. Đỡ cái. Hồi máu vẫn 100% máu đúng không? Xem nào, cái chiêu này đến đâu nhỉ? Cái chiêu này tầm 8 mét. Vẫn đéo đến. Tấn cách rồi mà đéo kịp nữa. Đứng. Mẹ để chơi gục ngã này nữa chứ. Hai thằng này mày tưởng mày to à? Mày tưởng mày giỏi à? Ngắt chiêu mày, đéo ngắt được chiêu à? Cắn lọ máu cái. Chúng mày lên đây nào. Càng ngày càng khó. Chống lại đánh con bố to không biết đánh thế nào đây. Cứ lướt bừa đi. Hết hy vọng rồi. Hay là đợi hồi chiêu nhỉ. Nào đéo gì phải đợi hồi chiêu.
thằng này dính lửa rồi. Đâm vào lại hồi tiếp nội khí, nội năng. À, mày lướt à? Làm gì mày định làm gì? Đâm vào đây. Tao cũng có chiêu đấy, tao biết thừa. Cách. Mày à, bà mày. Một mình ăn hết. Bọn này ra đây, tao kéo chúng mày vào này. Thằng này vẫn còn cơ. Ok, xong rồi. Ôi trời ơi, mèo ơi, khổ quá. Hy vọng là một mình sẽ không bị cắt cái đoạn phim đấy, và mọi người sẽ được chứng kiến cái đoạn phim cắt cảnh của nó. Cái đoạn gặp thằng bốt này thì không cần phải xem nữa nhá. Mà chết mẹ cơ, cái lúc nó biến hình ấy mà mình mà không cắt phim là nó sẽ đánh mình đến chết thì thôi ấy. Từ từ, gợm đã, tìm vị trí thuận lợi đã. Ôi chết rồi, quên mất, nếu mà mình thì đéo ai bảo vệ cả. Nó sẽ tóm cổ, mẹ ơi. Chớ gì đã bàn cái chuyện xem phim với chả không xem phim rồi. Gục ngã mẹ mày đi này. Rớt ra đằng sau. Ôi chết rồi, chạy. Bùm. Lại nằm đỡ, bu thế nhỉ, thì mẹ mất mẹ lại một mạng nữa rồi. Thôi qua, như mình nghĩ cái phó bản mình không qua được đâu. Từ giã đi là vừa ấy. Một mình không chơi được vì nó sẽ tóm cổ, đéo có ai cứu cả. Bình thường mình chỉ solo cái quan này ở bằng cái class summoner thôi. Class này thì chịu. Bỏ mẹ thôi. Dead. Death. Thế này thì thua chắc rồi. Mất thời gian quá. Hồi sinh thôi. Mình sẽ bỏ cuộc, không chơi nữa. Trở lại điểm an toàn gần nhất. Cuối cùng cũng chả được xem phim. Tại sao mình có thể đen đủi như vậy được nhỉ? Thật là rớt dần, thật là nhảm nhí. Tê lê kiểu gì đây? Bỏ phụ bản thôi. Dầu mà. Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe ạ. Mọi người nhớ nhá, chỉ được chơi 179 phút thôi. À đâu, đúng 180 phút cũng được, đừng có vượt quá thôi, 181 là không được. Lần này quyết tâm phải tìm được BT đấy, có đội rồi này nhưng mà ít quá. Mình cấp 23 chắc nó sẽ từ chối rồi. Mọi người xem chơi chắc là chán cái giai đoạn chiến hạm hải tặc đen lắm rồi, đẹp mà ở chúng mày. Ê, mày đâu con kia? Nó ra trái. Đéo ra trái, may quá không ấn vào người nó. Ê, ở đây có đội đang tìm người này. Ê, cho tôi vào cái quay. Xin vào đội. Mình không cần phải mạnh, mình chỉ cần có người đi cùng là được rồi.
Chúng mày đâu hết rồi? Thằng này thì sao? Ê ê, đi đâu ê. Mẹ à, chúng mày toàn đi solo thế nhở? Không chịu giúp đỡ nhau gì cả. Mình thử đổi cái kênh khác xem nào. Cũng có người này. Ê, thằng này đi nhanh thế. Đâu rồi? Xong ấn vào người con này này. Đây rồi. Sao nó không nhận khung chat trên đầu mình nhỉ? Mẹ nó đưa một mình kìa. Đi. Tao mời tổ đội mày đấy. Bọn này thì sao? Biến mất luôn nhỉ con mẹ. Ủa vai đái. Chúng nó bỏ mình hết đấy kìa. Chúng mày nhớ đấy. Mẹ lúc nào cũng chỉ ham hố mạnh với chả không mạnh. Cứ thấy cái lực chiến thấp là bọn nó không cho vào chơi rồi. À thằng này cấp 22 là chắc mình cấp 23 nó sẽ cho vào thôi. Ok, đi rồi. Không có suy nghĩ nhiều. Đi. Chỉ cần có thêm một người thôi cũng được chứ đừng có bảo mẹ tận 5 người thế này. Chúng mày ra đây. Lướt hết. Mẹ chiêu giờ quá kinh khủng rồi. Lên đây. Chưa rồi, chưa hồi chiêu. À được, có chiêu 2 rồi. Lao vào rồi lướt ra sau nhá. Thế là chết. Mẹ vẫn bị đóng băng, khổ thế cơ. Pong pong pong. Đấy là nhanh hơn hẳn đúng không? Vừa rồi là thử thôi, đến thằng boss cuối mình vẫn chưa ăn được. Thứ nhất là trình độ, thứ hai là nhiều cái khác. Còn rất nhiều cái khác mình cần phải thay đổi. Đánh luôn thằng bốt nhá. Để mình lao vào mình gọi nó ra giữa. Chạy 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 bà con ơi. Chạy bà con ơi. Loạn thôi, đánh nhau rồi. Sao để có mỗi mình con kiện mẹ con ngu kia lại lao vào. Lướt đẹp mà mất chiêu rồi. Nhặt hòn đá nào. Đớm ai. Bỏ qua hết đi, mình chả cần mua cái gì cả. Cũng không cần ăn mạng đâu. Một mình cũng có chết được đâu mà. Lướt. Lúc đó chết bà rồi mình mới đỡ.
kỹ năng siêu việt đáo tả được luôn. Lao vào đằng kia, C, Z lướt ra sau. Bọn mày xử lý tiếp đi. Vô đây, nhào vô kiếm ăn. Gục ngã mày này. Giờ càng ngày càng tự tin luôn. Lướt 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 lướt. Xem chiếu 4 giờ đến gần hơn một chút nhá. 4 này trúng rồi đấy. Bẻ lũ bỏ bắn súng đang ra, 5 anh em bắn súng đang ra. Lợi dụng để lao lên thôi. Lợi dụng để lao lên thôi. Mấy cái thằng này thì dễ ăn không nhưng mà. Oh shit. Vừa vào ôn mẹ sao gió lại tóm được mình nhỉ. Xong rồi, đứng mẹ lại rồi. Đẹp. Đừng có chết, đừng có chết, đừng có chết. Cắn lọ máu ra. Đẹp. Đâu kịp cắn máu luôn. Tất nhiên tôi phải ngồi dậy rồi. Bỏ qua hết. Không có đấu cái gì cả. Tắt đi. Cái tội nhanh nhẩu đây mà. Ừ, hay quá, cảm ơn. Thank you. Rất cảm ơn, xin cảm ơn. Nhanh cho tôi hoàn thành cái nhiệm vụ ngày cái. Ấn nắp 9 hồng môn đã được cho ta. Vẫn chưa được cái nhiệm vụ nắp 9. Hình như là ở bên NA có bị lỗi cái này thì phải. Không biết ấn nắp 9 xong còn làm cái gì nữa không. Cái đấy cũng không rõ. Cắn lọ máu rồi bay vào nào. Hụi. Lướt 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 lướt. Chạy ra ngoài cái đã. Úi xỉ ơi, nó lại túm tôi rồi. Đúng rồi, chết đi chết đi. Xem phim nào. Quả là biến thành con cá này. Đẹp. Lần đéo là cũng làm cột hứng. Thằng nào cắt hay không biết đấy. À đúng rồi, chỉ thằng chủ BT nó mới cắt được thôi. Chết mẹ, quên mất điều đấy. Tong tong. Đầu tiên này. Nhiệm vụ phụ bản này. Nhiệm vụ ngày này. Bỏ qua. Tao chả cần cái gì cả. Mở đã rồi mình sẽ đi ra ngoài làm nhiệm vụ bình thường sau. Được mảnh mảnh 4 giờ tím tốt. Mảnh 1 giờ tím tốt. Giờ anh đã mạnh hơn rất là nhiều rồi. Mấy cái đồ này thì cũng thế thôi đúng không? Rồi, đi làm nhiệm vụ chính đi. Không 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 không, mình tê lê thẳng luôn chứ sao phải khổ thế. Trở về làng tre không ạ? Xin cảm ơn những người anh em. Hôm nay mất thời gian quá. Nhiệm vụ ngày nó cũng được nhiều tiền phết đấy chứ. Mình tính là đến tầm khoảng cấp 28 thì nhân vật của mình chắc là sẽ solo được thôi. Hôm qua mới chỉ từ 22 lên 23 thôi mà đã thay đổi rất là nhiều rồi. Thứ nhất là cấp có thêm skill mới. Tiếp theo là đồ nó cũng lên dần lên dần. Ơ đù mẹ, mình cần bay về làng tre mà. Nó bay ra đây nhỉ. Yo má. Hự hự. Hây hự.
Cái tranh này hình như là vẽ đấy, cái nhân vật đang bay bay này này, à, đang cầm kiếm này này, hình như là công chúa thì phải, em của Nam Suzu về sau lên làm nữ hoàng ấy. Ôi trời, tiết lộ mẽ nội dung này. Nói chung là Nam Suzu là một nhân vật quá rất là quan trọng. Quan trọng không phải bởi vì nó đóng góp cái gì hay ho cả, mà là những người xoay đi quanh nó ấy, đều là những nhân vật quan trọng. Nó khá là nhằng như vậy. Rồi, tập này chúng ta sẽ được chứng kiến cái sự gọi là khốn nạn của cái con Nam Suzu đấy. Em của Nam Suzu thì trông rất là hiền từ, rất là hiền lành nhưng mà lại giỏi võ. À, hay chưa? Đáng yêu hơn Nam Suzu nhưng giỏi võ hơn Nam Suzu rất là nhiều. Sau này chúng ta sẽ được gặp, còn bây giờ thì làng tre đã bị con Nam Soju này nó đánh, gọi là nó gọi là gì nhỉ, nó gây họa. Ông già trong làng đang tán tỉnh Nam Soju. Lộ rồi đấy, ông này chính là tay trong của bọn hải tặc, để cho là bọn hải tặc đợt trước vào cướp làng chính là vì con Nam Suzu này nó xúi. Bởi vì ấy, Nam Suzu này cũng không hẳn là nó là người có ý xấu, mà là nó quá ích kỷ, được cái ông Đốc Chun nuôi từ bé. Nói chung Nam Suzu là công chúa. Trong cái video Nơi Ngọn Gió Ngủ Yên mình làm ấy, thì có cảnh Nam Suzu bị Jin Seo-jun nó cầm cái thanh kiếm hoàng hôn nó đâm chết, là để tế tế lễ cho một cái nghi thức cuối cùng. Thì Nam Suzu chính là công gọi là dòng máu của hoàng tộc, chính là công chúa của cái đất nước, cái Empire đế chế gì nhỉ, mình không dịch ra được cái tên của đấy, mình không nhớ tên tiếng Anh là gì luôn. Thì từ nhỏ đã bị lưu lạc. Ông Đông Đông Chun ấy thực ra chính là một cảnh vệ ở trong cái vương quốc đấy, và cái thằng Gu Bông to to béo béo ấy lại là chính là tướng quân của cái vương quốc đấy, bị Jin So Jun gọi là làm mê hoặc ấy, bị vô thức tự nhiên trở thành người xấu, chứ thực ra ông không biết gì đâu, sau này ông sẽ trở thành người tốt và giúp mình rất là nhiều. Đấy thì ngày đấy là đất nước cũng bị tấn công, thế là vua và hoàng hậu đã phải có nghĩa là vua và hoàng hậu chạy trốn, thì mình là một vệ binh mà nhiệm vụ của mình là quay trở lại cứu công chúa nhỏ. Thì khi mà cứu được công chúa xong thì mất tích luôn hoàng hậu với cả vua, không biết ở đâu. Do đó là anh em không phải mình mà ông Đô Chun, nhầm 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 ông Đô Chun là vệ binh, ông ấy mang công chúa đi, ông ấy nuôi lớn đến tận bây giờ coi như con luôn, nuông chiều quá, thế nên Nam Su Du nó mới hư hỏng như vậy. Nó không thích cái cuộc sống yên bình ở làng quê này, nó gọi bọn cướp biển lại, trốn đi cùng bọn cướp biển tận hưởng cái khoảng thời gian phiêu lưu. Mẹ, thế khốn nạn không cơ chứ. Chính cái thằng tóc vàng Black Ram này sau này cũng phải chịu cái chết tức tưởi. À không, mình không nhớ nó có chết hay không, nhưng mà nó cũng thừa sống thiếu chết, nằm kiểu vật vờ, mình không nhớ được nó có về sau nó có chết hay không. Càng cái tội là đi cùng Nam Soju, bọn Jin Soju nó cũng chỉ cần tìm Nam Soju thôi mà. Rồi bây giờ bọn cướp biển đã tấn công Cloud Child, sẽ phải đứng lên chống lại cướp biển. Cái tàu này của bọn này có hai cái gì ở đây nhỉ, trông như kiểu là hai cái phản lực ấy, không có bay được không? À bay được cái này, để mày đang hỏi có bay được không, có một cái tàu giống thế đang bay kìa, giống kiểu tàu người Hà Lan bay ấy nhỉ. Giờ làm gì, nói chuyện vệ binh, tiếng còn chưa lốt xong. Ủa, vẽ cháy đấy, bây giờ mới lốt map. Đi đung quen rồi bây giờ đánh bọn quái ở map thường yếu thế biết. À phải vào làng cơ, đánh trong làng là chính. Quái đây, để thằng này hiện rồi này. 8 thằng à, thế thì vào làng đi cho nó nhiều, ngoài này ít quá. Từng từng rất ít người vào làng ấy nhá, thế nên chúng ta có thừa cơ hội để cá ép
làm nhiệm vụ thoải mái luôn. Còn một thằng nữa thôi. Chưa chết à? Đấy, mẹ bố, lại phải chạy ra ngoài nói chuyện. Khổ đến thế là cùng. Giờ ra bãi biển đúng không? Ông Đô Chun như không ở nhà chứ không thì mấy cái thằng này cũng chỉ là tôm tép thôi. Ra đây làm gì nhỉ? Pháo hủy đại pháo à? Pháo đâu? Kìa, một đống pháo đang trên bờ biển đây này. Cứ phá nó được đúng không? Ấn ép à? Hay là phá nó ra nhỉ? Thằng nào phá sẵn rồi này. À, chém thôi. Sẽ có thằng lính hiện ra à? Mày đỡ cái đó đi. À, đỡ thật. Mẹ mày đỡ này. Mấy đại pháo, mẹ phá xong lại phải vào giữa làm mẹ cái nhiệm vụ nó lòng ngóng thế nhỉ. Vì tại vì nó cũng chả có cái gì mà. Giờ vào nói chuyện thôi, giờ đi lên tìm Nam Suzu. Hình như đây là chương cuối của kia cảnh 1 này rồi. Giờ lại vào làng. Đi lòng vòng thế mẹ ơi. Mình bay lối tắt đâu nhỉ? Được chứ. Đéo được. Được. À đâu có phải cái nhà này đéo đâu. Đúng rồi mà. Trên này. Nhanh nhỏ đỏ đâu. Được đúng cái nhà này rồi nhưng vào nhà là kiểu gì? Ô đủ. Cái nhà nào vào kiểu gì? À, mẹ có cái cổng ngay đây, mẹ tự nhiên lại đâm. Sao có thể ngu ngốc như vậy được nhỉ? Đâu nhỉ? À đây đây. Khổ quá. Có đứa con nó không quản được. Ui ui. Ái chà chà. Ái chà chà. Bế đứa con ra. Đây còn cuộn. Ôi sao vẫn còn với đứa nữa. Ôi mẹ vãi đái như ma. Đây con bà đây. Ôm qua mà đi đi. Khổ thân may quá mình chạy lòng vòng may với đứa con chưa chết. Mẹ lại làm gì nữa đây? À vào nhà ông Đô Chun. Không biết nhà ông Đô Chun có chuyện gì mà phải vào nhà ông Đô Chun nhỉ? Ông Đô Chun võ to mà. À hay là Nam Suzu đang ở trong đấy. Đâu nhỉ? À đây nhà này này. Saka. Ai già già, làng thì đang gặp họa mà ông ngồi đây mẹ đóng giả làm quân y à, cứu chữa người bệnh à. Trốn việc, cái gọi là đào ngũ ấy. À lên đi đến hải đăng, tháp hải đăng này là gặp bọn Nam Suzu với thằng cướp biển đó, tình tứ bên nhau là đoạn này bữa. Nếu mà mình chơi thông thì mình qua X4 lâu rồi, chẳng qua là mình cứ phải rảnh lúc nào thì chơi lúc đấy thôi để cho nó đỡ mệt đấy. Tiếp theo là còn xem cắt cảnh nữa thì nên nó khá là lâu. Chứ còn nếu mà cày thì mọi người thực sự chỉ cần cày khoảng nếu như mình ấy, thì mình khoảng 20 tiếng. Chưa nói chung chưa bao giờ đến 30 tiếng cả là mình full được đến 50 cấp, hoàn thành hết 4 cảnh và sang cảnh 5 luôn đấy. Đấy thường thường là mình chơi như vậy. Thế nên nếu để ganh đua ấy thì mọi người cứ ít nhất là phải 30 tiếng là phải hoàn thành cảnh 4 rồi. Có nghĩa là giết được, hạ gục được Jin Sojun. Tỉnh lại đi, Daegu. Điều gì làm ta, làm ngươi nghĩ ta yêu ngươi cơ chứ? Vì anh tóc bạc điển trai à? Sojo, trời ơi, anh đã bỏ vợ vì em. Xịt. Người đến trễ đó. Ngươi
이게 다 우리 이쁜이 덕분이라. Cười cười cái khỉ gì. Hứa cho ta một cuộc sống như hoàng hậu ấy. À đúng rồi, đến cái lúc mà bọn Jisoo nó đến tìm ấy, nó bảo là tao sẽ cho mày làm nữ hoàng, thế là sướng. Ngu vãi. Kiểu như nó phong tước lên nữ hoàng xong nhá, thì đường đường chính chính cái nghi lễ mà Jisoo thi hành ấy là đã được hiến tế người của dòng dõi hoàng tộc rồi. Nên cái nghi lễ chắc chắn sẽ thành công. Đúng lý thuyết luôn mà. Dèo đến. Đại ca, thằng này phản bội. Mẹ thằng chó này. À không phải phản bội, nó là người đóng giả. Về sau thằng đấy hình như nó cũng mặc bộ trang phục của bọn cướp biển đấy sao. Rồi, tạm biệt. Cút bà chỗ mày đi. Giờ ông Đốc Chun buồn giàu và chán nản khi làm những tấn công rồi lại còn mất đi đứa con gái nuôi. Đầu tiên ấy, cái mối quan hệ của ông Đốc Chun và Nam Soju chỉ là như kiểu là trách nhiệm của ông ấy thôi. Ông ấy rất là trung thành mà. Nhưng dần dần càng nuôi thì ông ấy càng coi Nam Soju như con đẻ của mình. Bây giờ mới được đọc bức thư của cái bọn cướp biển, nó đang dụ dỗ Nam Soju. Thân Bùm Bác. Thằng Bùm Bác hóa ra là thằng đều. Quá buồn. Đấy, thế là kết thúc cảnh 1 rồi. Tìm một chút thông tin rồi. Để chúng ta, để mình có thể đi tìm Nam Jisoo cho. Nghe được tin tức ở Đại Mạc. À, vậy là chương sau chúng ta sẽ đến Đại Mạc. Tìm Lu Sung để báo thù rồi. Chúng ta đi cần tìm Lu Sung. Ta tin ngươi đã đoán ra được người nữ đó là ai. Ta ước có thể cùng ngươi trả thù cho sư phụ. Đúng rồi, không sao, ông đã giúp tôi quá nhiều rồi. Hãy đi trước và tìm Jisoo đi, tất nhiên. Ông Đốc Chun ông tốt thật. Đầu tiên mình tưởng ông chỉ là một người tốt vu vơ thôi, hóa ra ông đóng vai trò rất then chốt ấy. Nhớ lấy, người và ta là những đệ tử cuối cùng của Hồng Môn. À đúng rồi, ông lại cũng từng là đệ tử của Hồng Môn mà. Ông sau khi ông thành gọi là tu thành chính quả thì ông gia nhập làm vệ binh. Giờ mới quay trở lại làng tre thôi. Suzu nàng đã đi đâu? Thằng thanh niên nào trong làng cũng thích Suzu. À đây chính là cái thằng mà đã chấp mình bảo này. Say mê Suzu đến phát cuồng. Quá ngu, quá đẻo. Cái hình này là dùng nhiều quá nhỉ. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ thôi. Không được lên cấp luôn. Ok. Cái chương 1 à, cái chương 1 của Act 2, cái cảnh 2 này mình sẽ bắt đầu ở tập video sau nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Nhớ đăng ký channel của mình, like video và chia sẻ nó nha. Xin cảm ơn.